khả năng nhìn thấu tương lai là một khía cạnh của con người luôn khiến cho chúng ta tò mò và ngưỡng mộ trong lịch sử văn hóa việt nam không ít những nhà tiên tri đã nổi tiếng với khả năng đặc biệt này nhưng không ai có thể phủ nhận đó chính là nguyễn bình khiêm người được biết đến như nhà tiên tri số một của việt nam với sự hiểu biết sâu sắc về triết lý lịch sử và tâm linh Ông đã không chỉ dự đoán chính xác những biến động của xã hội mà còn đưa ra những lời khuyên và tri thức giá trị cho thế hệ sau. Hãy cùng tìm hiểu thêm về khả năng tiên tri xuất sắc của Nguyễn Bình Khiêm và ảnh hưởng của ông đối với văn hóa tâm linh Việt Nam trong video dưới đây. Tài năng nhìn thấu tương lai hàng trăm năm của nhà tiên tri số một Việt Nam. Sinh trưởng trong danh gia vọng tộc số phận đã được trời định sẵn mẹ của nguyễn bình khiêm tên là nhữ thị thục con gái quan thượng thư bộ hộ nhữ văn lan bà là người tài năng mẫn tiệp tinh thông lý số bởi dự đoán trước nhà lê sẽ suy yếu bà muốn kén người chồng có tướng sinh quý tử để tính chuyện quốc gia đại sự sau này bà lấy ông nguyễn văn định là học trò quốc tử giám gia đình định cư tại làng Trung An, huyện Vĩnh Lại, Phủ Hạ Hồng, Trấn Hải Dương, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng. Đến năm 1491, bà hạ sinh một cậu con trai đặt tên là Nguyễn Văn Đạt. Đó chính là Nguyễn Bình Khiêm sau này. Tương truyền rằng, đêm động phòng hoa trúc, mẹ của Nguyễn Bình Khiêm vì mong sinh được người con có mệnh thiên tử nên đã cắm chiếc đũa ở ngoài sân và dặn chồng khi bóng trăng đến chiếc đũa, ông mới được nhập phòng. Nhưng ông không đợi được mà đẩy cửa bước vào, bà trách. Ông vội vàng như thế, con cái sau này chỉ làm đến tứ trụ hoặc đỗ trạng nguyên là cùng, không thể làm được hoàng đế. Một ngày nọ, mẹ của Nguyễn Bình Khiêm đưa ông về quê ngoại, dọc đường họ gặp một thầy tướng số người Trung Hoa thấy dung mạo Nguyễn Bình Khiêm, thầy tướng buột miệng khen. Tướng mạo của thằng bé này không phải tầm thường, nhưng vì nước da hơi thô nên chỉ làm đến trạng nguyên thôi. Thổ nhỏ, Nguyễn Bình Khiêm chịu sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ. Lớn lên, nghe tiếng đông các học sĩ Lương Đắc Bằng ở làng Bạch Lạch Triều thuộc huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa ngày nay. Ông nổi danh trong giới sĩ phu đương thời, thầy giáo. Nguyễn Bình Khiêm đến tận nơi tầm sư học đạo. Bình Khiêm là tên ông tự đặt để dặn mình phải kiên trì và giữ mình khiêm tốn. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quyển thứ 17 ghi lại, cuối thời hậu Lê, vua Lê Uy Mục hoang dâm vô độ, lối cư xử tàn bạo, giết hại cả người trong hoàng tộc lẫn trung thần. Cho nên Nguyễn Bình Khiêm dù có tài cũng không muốn ra làm quan. Bậc kỳ tài quang minh lỗi lạc nhưng quyết trí ẩn cư tu hành năm 1127, Võ Trạng Nguyên Mạc Đăng Dung phế chất vua lê xưng đế. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết, bấy giờ thần dân trong nước đều theo dõi Mạc Đăng Dung đến đón vào kinh sư. Năm 1535, tức vào thời kỳ thịnh trị nhất của triều đình nhà Mạc, do vua Mạc Đăng Dung trị vì, Nguyễn Bình Khiêm mới quyết định dự khoa cử và đậu trạng nguyên với tài năng nổi trội và phẩm hạnh hơn người, đường công danh của ông Hanh Thông, Nguyễn Bình Khiêm được phong tước trình tuyền hầu, sau đó là trình quốc công, dân gian kính ngưỡng gọi là trạng trình. Dù được triều đình trọng vọng, Nguyễn Bình Khiêm không tranh quyền đoạt lợi nơi chính trường, cũng không mong mỏi thao túng chuyện chính sự. Phần lớn thời gian trong đời ông dùng để tu hành và dạy học. Năm 53 tuổi thì cáo lão hồi hương, ông mở trường dạy học để bồi dưỡng nhân tài, lấy hiệu là Tuyết Giang Phu Tử. Theo cuốn Chu Văn An, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Thiếp, ba bậc thầy của nền giáo dục Việt Nam, học trò được ông đào tạo thời kỳ này có rất nhiều người nổi tiếng về sau, trong đó có Lưu Hữu Khánh, con trai của thầy Lương Đắc Bằng, Đỗ Cử Nhân, trở thành tướng giỏi văn võ song toàn. Trạng bùng, phùng khắc khoan, thi độ tiến sĩ, có tài năng toàn diện về võ bị, văn học và ngoại giao. Nguyễn Dữ, nhà văn nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam. Sách lịch triều hiến trương loại trí viết, vua Mạc tôn như bậc thầy, khi trong nước có việc quan trọng vẫn xe sứ đến hỏi ông. Có lúc còn triệu ông về kinh để hỏi mưu lớn. Ông học rộng, hiểu sâu nghĩa lý kinh dịch, mưa nắng, họa, phúc, việc gì cũng biết trước sách quý trao người tài đức người xưa kể lại vào một ngày cụ lương đắc bằng ngã bệnh nặng biết mình không còn sống được bao lâu bèn gọi nguyễn bình khiêm tới trao cho một cuốn sách rồi trăng chối thầy cho con cuốn sách quý này vì chỉ có con mới có thể hiểu được nó lúc thầy đi xứ qua tàu có gặp một cụ già trao cho thầy cuốn sách này và nói ta không cho nhà ngươi mà nhờ ngươi đem về giao cho bọn người An Nam. Thầy ngạc nhiên hỏi tên người đó, cụ giả bảo, không cần, chừng nào trong tâm linh nhà ngươi muốn cho ai là người ấy được phần. Sau này, thầy mới biết cụ già đó là một dị nhân, người có công năng đặc dị. Bộ sách ấy chính là cuốn Thái Ất Thần Kinh nhiều người cho rằng nguyễn bình khiêm nhờ nghiên cứu cuốn sách này mà thông suốt được mọi việc trong quá khứ tương lai ba lời tiên tri làm nên lịch sử vua lê vô đức tại vị không lâu thì bị phế chất, phải uống thuốc độc tử vẫn vua lê tương dực kế vị nỗ lực sửa đổi nhưng không thể vực lại triều đình vốn đã bị bạo chúa tiền triều làm cho bại hoại tướng lĩnh phân chia bè phái tranh hùng lẫn nhau bên ngoài nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, triều đình nghiêng ngả tan tác. Tương dực đế bị gian thần hãm hại, đất nước khắp nơi lâm cảnh loạn lạc. Lời tiên tri số 1 giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản. Năm 1556, vua Lê Trung Tông mất sớm, không có con nối dõi. Tướng quân trịnh kiểm, mặt ngoài dương cờ, phù lê diệt mạc. Thực tế là mượn ngôi thiên tử mà hiệu triệu thế lực song ông còn e đạo trời không dung, lòng dân không thuận nên không dám làm bừa. Trong lúc đắn đo, chợt nhớ đến Nguyễn Bình Khiêm, người nắm được biến chuyển của thế sự, bèn sai ngựa đến Am Bạch Vân Thưa Thỉnh. Người của trịnh kiểm vừa bước đến cửa Am đã nghe tiếng trình quốc công nói vọng ra, giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản Tâm phúc của Trịnh Kiểm cũng là người có học thức, nghe qua dù bất ngờ nhưng cũng hiểu được ẩn ý thâm sâu, lập tức quay về tâu lại. Chúa Trịnh ngẫm thấy cao kiến của trạng trình, quả thực vẹn toàn. Giữ chùa thờ Phật an oàn, ở đây phải là giữ ngôi thiên tử, tôn thờ người trong hoàng thất. Nhờ chọn đạo vua tôi mà vinh hoa phú quý hay sao? Ông vội tìm đến hoàng thân. Lê Duy Bang, cháu đời thứ năm của Lê Trừ là anh trai vua Lê Thái Tổ Lê Lợi và lập ông lên làm vua, hiệu Lê Anh Tông giúp nhà Lê khỏi bị giải thể. Họ trịnh dựa uy thế Lê Tông thất được phong thái quốc công, quan khai quốc công thần dưới một người trên vạn người. Con cháu tiếp nối nhau giữ quyền nhiếp chính hơn 200 năm. Lời tiên tri thứ hai, ẩn tại bằng tàng tại, tồn tại ba đời. Nhà Lê có trịnh kiểm hậu thuẫn, nhà Mạc vì thế mà lâm nguy. Chính Quốc Công lúc này đã trở về quê, vua Mạc sai người đến tận nơi tham vấn và được ông cho lời khuyên. Cao bằng tàng tại tam đại tồn cô, nghĩa là nếu nhà Mạc chạy lên cao bằng thì sẽ tồn tại được ba đời. Năm 1592, vua Mạc Mậu Hợp thất thủ ở thành Thăng Long. Con cháu nhà Mạc theo lời quân sư lùi lên cao bằng nhà Mạc chấn thủ thêm đúng ba đời như lời Nguyễn Bình Khiêm đã nói. Đến năm 1677, hậu duệ nhà Mạc bị quân họ trịnh kéo lên thôn tính. Lời tiên tri ba, một giải hoành sơn có thể dung thân. Lời sấm thứ ba của ông là một giải hoành sơn có thể dung thân. Đó là dành cho câu chuyện vào năm 1553. Tướng cũ của nhà hậu Lê là An Thanh Hầu Nguyễn Kim lập con vua Lê Chiêu Tông lên ngôi, hiệu là Lê Trang Tông. Năm 1545, Nguyễn Kim bị Trung Hậu Hầu đầu độc. Trung Hậu Hầu là tướng quân nhà Mạc. Ông âm mưu hại vua Lê Trang Tông không thành, bèn chuyển sang trừ khử Nguyễn Kim. Con rể Nguyễn Kim là tướng quân trịnh kiểm, được bổ nhiệm lên thay cha vợ giữ chức thái sư. Để thâu tóm quyền lực, trịnh kiểm hạ thủ con cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Em trai Nguyễn Uông là Nguyễn Hoàng lo sợ bị anh rể hại nên nghe theo lời dạy của Nguyễn Bình Khiêm tự lượng sức mình tìm trốn dung thân dựng lập cơ đồ. Ông xin trịnh kiểm vào chấn thủ vùng thuận hóa. Trịnh kiểm cho rằng đất ấy xa xôi lại hoang vu nên đồng ý cho đi. Ông nghĩ đơn giản rằng khi đụng độ với quân nhà Mạc, Nguyễn Hoàng cũng chết dưới tay chúng. Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng không những đánh bại được quân nhà Mạc, ông khẩn điền lập ấp giúp ích cho dân chúng thuận hóa lại nhận được sự ủng hộ từ họ. Thành công đặt nền móng cho đế chế nhà Nguyễn ở phương Nam. Không hổ danh nhà tiên tri số 1 Việt Nam, vị quân sư duy nhất trong lịch sử nhận được sự nể trọng của cả ba đảng thế lực. Nguyễn Bình Khiêm dẫu chẳng phải thiên tử cũng là bậc thần nhân hiếm có. Trên thực tế, biến cố lịch sử Nam Bắc Triều về sau diễn ra là xoay quanh ba lời trạng trình đã sớm trước. Cứu mạng Tổng đốc Hải Dương con cháu đắc phúc báo. Tương truyền, trạng trình tạ thế ở tuổi 95. Trước lúc nhắm mắt, ông để lại cho con cháu một cái ống tre bịt chặt hai đầu và dặn. Đúng giờ, ngày, tháng, năm ấy, trao cho quan Tổng đốc Trấn Hải Dương. Ông dặn thêm tuyệt đối không được mở ra trước thời hạn. Trừ quan tổng đốc cũng không ai được phép mở. Sau khi Nguyễn Bình Khiêm mất, vận đổi sao rời, đời con cháu của ông cứ xa xuất dần rồi rơi vào cảnh nghèo đói. Đến đời thứ bảy, chiếc ống tre mới được mang đến trình phủ tổng đốc. Lúc này quan tổng đốc đang nằm nghỉ, nghe tin con cháu cụ trạng mang thư đến. Vì cảm phục danh tiếng cụ trạng, ông trở dậy ra ngoài đón tiếp vừa bước khỏi phòng, thì chiếc xà ngang bị mọt ăn mòn rơi ngay xuống giường cho ông vừa nằm. Quan tổng đốc giật mình, ông định thần lại, nhận lấy ống tre mở ra xem, trong đó để hai câu thơ, ngã giải nhĩ thượng lương chi ách, nhĩ cứu ngã tử tôn chi bẩn, cứu ngươi thoát nạn đổ nhà, ngươi nên cứu cháu con ta thoát nghèo. Tổng đốc Hải Dương cúi đầu bội phục cụ trạng, đồng thời gửi rất nhiều vật báu tặng cho con cháu cụ để tạ ơn cứu mạng. Thánh nhân mổ mắt, một giai thoại khác kể rằng trước khi chết, trạng trình có ghi vào gia phả dặn dò con cháu rằng bình sinh ta có làm sẵn một tấm bia đá. Khi ta nhắm mắt, các ngươi phải nhớ, khi hạ quan tài xuống huyệt phải để tấm bia đá lên nắp quan tài rồi mới lấp đất sau này có người lạ đến viếng mộ ta mà nói thánh nhân mắt mù thì phải mời người ấy về nhà yêu cầu họ cải hướng mộ lại cho ta khi chuyện xưa xảy ra thì không được cải cát nếu trái lời dòng dõi về sau sẽ lụi bại khoảng 50 năm sau một nhà địa lý người trung hoa đi qua nghe danh tiếng về trạng trình đã lâu nên ghé vào viếng mộ ông ta đến mộ cụ trạng xem được một lát thì thất vọng phán rằng cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết lại tự đem đặt mộ thế này vậy mà gọi là thánh nhân có mà thánh nhân mắt mù người trong nhà nghe thấy thế vội vàng báo lại với ông trưởng tộc để mời ông thầy địa lý cải lại hướng mộ cho cụ trạng khi được đề nghị cải mộ ông thầy địa lý tự đắc chắc mẩm bản thân giỏi hơn nhà lý số an nam Ông bảo, không cần xem đâu xa, chỉ cần đào lại là được. Phần mộ của cụ trạng được đào lên để lộ ra tấm bia đá có khắc bốn câu thơ, ông Thể Địa Lý cầm lên đọc: "Ngũ thập niên liền mạch tại đầu, ngũ thập niên hậu mạch quay túc, hậu sinh nhĩ bối há năng chi, hà vị thánh nhân vô nhĩ mục." 50 năm trước mạch trên đầu, 50 năm sau mạch lộn xuống chân, kẻ sinh sau không thể biết, hỏi sao thánh nhân mắt lại mù. Ông ta vừa dứt câu thì toát mồ hôi hột, ngạo khí bay mất. Nguyễn Công Chứ phá đền Năm Minh Mạng thứ 14, sinh điển sứ Nguyễn Công Chứ được vua điều đi khẩn hoang ở Hải Dương nguyễn công chứ thấy địa thế nơi đây cần phải đào một con sông mà đền thờ trạng trình nguyễn bình khiêm lại chắn ngang dòng chảy ông ra lệnh cho dân phu phá đền để thông dòng khi xe người mang bát hương ra ngoài nguyễn công chứ chợt thấy dưới bát hương có một tấm bia đá nhỏ phủ vải đỏ ông cầm lên đọc được bài thơ như sau minh mạng thập tứ thằng chứ phá đền phá đền phải làm đền nào ai đụng đến doanh điển nhà bay biểu cảm của nguyễn công Chứ lúc này cũng không khác vị thầy địa lý trung hoa năm xưa ông lập tức thảo sớ về kinh xin bãi bỏ lệnh phá đền không những vậy ông còn cho người sửa sang lại đền thờ trang khang trang hơn từ đó ông cũng không còn nghĩ đến việc phá đền để đào sông nữa tâm nhìn chiến lược về biển đông trong bài thơ cự ngao đới sơn thuộc tập thơ bạch vân am thi tập nguyễn bình khiêm viết biển đông vạn dặm giang tay giữ đất việt muôn năm vững trị bình chí những phù nguy xin gắng sức cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình câu này đại ý như một lời khuyên của trạng trình với thế hệ sau rằng phải nắm giữ được biển đông thì đất nước mới thái bình thịnh trị muôn đời Trước đây khi đề cập đến lãnh thổ, cổ nhân thường nói về sông núi, đất đai mà hầu như không nhắc về lãnh hải các triệu đại phong kiến Trung Hoa cũng chưa từng có ý định chiếm lấy Biển Đông. Vậy mà Trình Quốc Công đã nhận thấy tầm quan trọng của biển đảo dẫn đến sự tồn vong thịnh trị của quốc gia để dọn dò hậu thế. Điều này cho thấy tầm nhìn của ông quả thực rộng lớn toàn diện. Theo văn hóa truyền thống, cuộc đời mỗi con người đã được định sẵn, nhưng nhà tiên tri bói toán bằng một cách nào đó họ có thể biết trước được tương lai bói toán vốn dĩ là việc hệ trọng tiết lộ thiên cơ là vi phạm luật trời. Những nhà tiên tri bói toán thời xưa, họ thường xem bói để khuyên con người bỏ điều ác, làm điều thiện, không làm trái ý trời, qua đó có thể cải biến vận mệnh, nên có câu đức năng thắng số. Trạng trình Nguyễn Bình Khiêm cũng vậy, ông dùng tài hoa của mình. Khí hậu trái đất luôn là một chu trình xoay vòng, từ dần dần nóng lên đến lạnh đi và ngược lại, việc này diễn ra khoảng vài thập niên một lần, thế nên trái đất nhiều khả năng sẽ lạnh đi trong thời gian tới. Khi nhìn lại các mốc nhiệt độ lịch sử ghi nhận lại, và nó không liên quan gì đến nồng độ khí thải nhà kính hay hoạt động của con người. Con người chịu trách nhiệm chính trong việc phát tán khí thải vào môi trường, nhưng đó không phải nguyên nhân chính dẫn đến việc trái đất nóng lên, bất chấp việc lượng khí thải nhà kính ngày một tăng lên theo thời gian, nhiệt độ trung bình của trái đất luôn có xu hướng tăng giảm bất thường theo từng thời kỳ nhất định. Về vấn đề này, giáo sư kinh dịch Tăng Sĩ Cường cũng đã tiên tri về một kỷ băng hà nhỏ có thể xảy ra khoảng từ đầu năm 2024. Nhân loại có bước vào thời kỳ then chốt hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua đoạn video sau. Lời dự ngôn về sự xuất hiện kỷ băng hà 2024, nhân loại bước vào thời kỳ then chốt. Tăng Sĩ Cường là bậc thị quốc học nổi tiếng của Trung Quốc. Ông có nghiên cứu rất uyên thâm đối với kinh dịch. Vì vậy, mà rất nhiều người tin tưởng vào những lời dự đoán của ông. Đồng thời, Tăng Sĩ Cường còn là một thiên tài kinh doanh. Ông kết hợp kinh doanh truyền thống với đặc điểm của môi trường kinh doanh, tạo ra một hệ thống quản lý kinh doanh mang đặc sắc truyền thống được mệnh danh là cha đẻ của ngành quản lý học Trung Quốc. Khi Tăng Sĩ Cường còn trẻ, ông cũng từng học ở châu Âu và Hoa Kỳ nên đã tiếp thu nhiều kiến thức và quan điểm của phương Tây ông vốn nghĩ rằng sau khi về nước có thể dựa vào ưu thế của mình để lập ra nhiều thành tích nhưng thực tế đã dạy ông biết ý nghĩa của việc có tài nhưng không có thời bởi vì kiến thức của ông ấy hoàn toàn không thể áp dụng được trong xã hội truyền thống Trung Quốc lúc bấy giờ. Ở tuổi 39, ông đã rất nỗ lực đạt được vị trí thư ký hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Đài Loan mãi về sau khi tiếp xúc với kinh dịch ông ấy phát hiện ra rằng trong kinh dịch có rất nhiều lý thuyết cuộc sống quan trọng nếu áp dụng những lý thuyết này vào cuộc sống và công việc chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi tuy nhiên những lý thuyết hữu ích này tại sao không được lan truyền rộng rãi trong dân gian lý do rất đơn giản kinh dịch quá sâu sắc người bình thường khó tiếp cận được những khái niệm cốt lõi vì vậy trong những thập kỷ tiếp theo tăng sĩ cường đã dành hết tâm sức để nghiên cứu kinh dịch và kết hợp nó với khoa học quản lý để tạo ra một hệ thống quản lý thuộc về trung quốc với sự hiểu biết sâu sắc về kinh dịch danh tiếng và địa vị của tăng sĩ cường cũng ngày càng tăng cao tăng sĩ cường không chỉ trở thành người đầu tiên diễn giải kinh dịch ở trung quốc mà còn được mời tham gia hàng trăm diễn đàn để giải thích kinh dịch ông đã đạt được danh tiếng và sự giàu có lớn thông qua các bài diễn thuyết và xuất bản sách. Năm 2010, ông đã lọt vào danh sách nhà văn giàu có với tài sản dòng gần 10 triệu đô la Mỹ. Nhiều câu nói của Tăng Sĩ Cường cũng được mọi người tiên thờ làm lý thuyết sống trước khi chia sẻ quan điểm của ông ấy. Cần nhắc nhở mọi người rằng quan điểm này có màu sắc chủ quan và thời đại cực lớn từ đó có thể lấy cảm hứng thì không cần mê tín quyền uy. Ví dụ, bàn về sự bình đẳng nam nữ, Tăng Sĩ Cường nói nam và nữ mãi mãi không có cách nào bình đẳng. Bởi vì nam nữ là bổ sung âm dương cho nhau, có mạnh thì sẽ có yếu, chỉ có âm dương hòa hợp mới có thể có được một gia đình đầm ấm. Điều này không có đạo lý nào có thể nói. Về giáo dục, ông nói không nuôi con trai thì làm hại gia đình mình không nuôi con gái thì làm hại gia đình người khác câu nói này chắc hẳn nhiều người đã lập gia đình hoặc cha mẹ đều hiểu rõ thậm chí là đồng cảm mặc dù tăng sĩ cường đã là một người nổi tiếng vào thời điểm đó nhưng sự nổi tiếng của ông ấy chỉ ở trong giới riêng của ông cho đến năm 2018, khi giáo sư Tăng Sĩ Cường qua đời. Vẫn như vậy, ông chỉ thực sự trở thành bậc thầy tiên tri khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán xuất hiện. Năm 2015, giáo sư Tăng Sĩ Cường đã nói cho mọi người trong bài diễn thuyết của mình rằng thời gian của con người là có hạn và dịch bệnh sẽ sớm đến. Khi đó, những người có mặt và khán giả trước TV đều không thực sự chú ý đến câu này mãi đến khi dịch bệnh xảy ra trên internet đã dấy lên làn sóng nghiên cứu khảo cổ của giáo sư tăng sĩ cường đồng thời người ta cũng bắt đầu thắc mắc liệu kinh dịch có thực sự có khả năng nhìn thấu tương lai hay không lúc này tất cả mọi người mới phát hiện có rất nhiều việc đều được ông dự đoán chính xác hóa ra ông là một nhà tiên tri rất quyền năng Vậy rốt cuộc, giáo sư Tăng Xít Cường đã dự đoán điều gì đối với năm 2023 và 2024 có những dự đoán nào? Giáo sư Tăng Xít Cường dự đoán năm cuộc khủng hoảng lớn về sự hủy diệt của loài người. Khi quá trình này đi đến, cuối cùng có người vẫn chưa thức tỉnh, thì thế giới này sẽ bị hủy diệt. Điều khiến mọi người phải sợ hãi là năm cuộc khủng hoảng mà ông đề cập đang đến rất gần với chúng ta năm cuộc khủng hoảng nhân loại đang đến gần. Giáo sư Tăng Trí Cường có hiểu biết sâu sắc về con người và thế giới thông qua việc nghiên cứu kinh dịch. Từ đó trở thành một nhà triết học và nhà tiên tri vĩ đại tại Trung Quốc. Về sau cũng được nhiều người trên thế giới biết tới. Chẳng hạn như ông từng nói rằng nếu bạn cảm thấy mình đang gặp ma, hãy đừng bỏ chạy bởi vì chạy thì thật sự có ma rồi. Ông còn từng nhắc nhở mọi người không nên ghét người giàu hay bắt nạt người nghèo. Giàu không phải là cái tội, nghèo cũng không phải là điều xấu hổ. Hãy đối xử với tiền bạc bằng tâm thái bình thường. Ông còn nói với mọi người rằng, sở dĩ mọi người cảm thấy nghi hoặc không phải bởi vì việc của bản thân mà là quan điểm của chúng ta về sự việc gây ra sự nghi hoặc. Ngoài ra, Giáo sư Tăng Sĩ Cường còn đưa ra những lời giải thích khác nhau cho nhiều câu nói nổi tiếng mà chúng ta vẫn thường hay nghe. Chẳng hạn như, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chúng ta hiểu rằng phải giành lấy lợi ích của bản thân, nếu không trời cũng không dung tha bạn. Nhưng Tăng Sĩ Cường nói, đây là nói với mọi người, phải là chính mình. Nếu bạn ngay cả kiên trì làm việc bản thân không thể làm được. Là một người độc lập như vậy thì đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng điều quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là giáo sư Tăng Sĩ Cường đưa ra một dự đoán vô cùng quan trọng về tương lai. Đó là năm cuộc khủng hoảng lớn. Nếu nhân loại không thức tỉnh kịp thời thì năm cuộc khủng hoảng lớn này sẽ kéo theo sự diệt vong của toàn bộ nhân loại. một Khủng hoảng thiếu nước Cuộc khủng hoảng đầu tiên được giáo sư đề cập là cuộc khủng hoảng thiếu nước. Mặc dù 70% diện tích thế giới là đại dương và có nhiều sông lớn, sông băng, núi phủ tuyết trên lục địa, nhưng nếu cuộc khủng hoảng thiếu nước thực sự xảy ra thì nguy hiểm sẽ vô cùng lớn mà không ai lường trước được. Trước tiên, nước biển không thể cung cấp trực tiếp cho con người uống. Công nghệ làm giảm mặn nước biển rất tốt kém, không thể cung cấp cho con người sử dụng và với sự nóng lên toàn cầu các dãy núi tuyết đang lan chảy nhanh chóng điều này sẽ làm cho nguồn nước trên đất liền tiếp tục chảy vào biển đồng thời khắp nơi trên thế giới đều đang gặp phải tình trạng hạn hán nghiêm trọng ngoài ra rất nhiều nơi còn xuất hiện mạch nước ngầm siêu màu thực tế đây không chỉ là những gì nói suông từ phía giáo sư tăng sĩ cường hiện trạng ngày nay cho thấy tài nguyên nước quả thực ngày càng trở nên căng thẳng và các quốc gia cũng đang quan tâm về vấn đề này. Chẳng hạn như dự án chuyển nước Bắc Nam của Hoa Kỳ, dự án chuyển nước Bắc Nam của Trung Quốc, dự án biển Aram. Hai, khủng hoảng thiếu đất. Thiếu đất ở đây có hai khía cạnh, thứ nhất là thiếu đất canh tác và thứ hai là thiếu không gian sống sau khi thời đại công nghiệp ra đời con người dựa vào sức mạnh công nghiệp để khai khẩn diện tích lớn đất hoang khiến diện tích đất trồng trọt tăng lên nhiều tuy nhiên diện tích đất tăng lên đã bị tiêu hao từ lâu bởi dân số ngày càng tăng đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng sinh thái không thể khắc phục hiện nay có rất nhiều vùng đất đã trở thành sa mạc đất bị phèn gây ra sự suy giảm đất canh tác cộng thêm các khu vực công nghiệp và đô thị liên tục chiếm đất nông nghiệp làm gia tăng của khủng hoảng đất canh tác nông nghiệp. Với sự nóng lên toàn cầu không ngừng, mực nước biển tăng lên, đất ven biển đương nhiên cũng sẽ bị xâm phạm liên tục. Người dân chỉ có thể bị ép buộc di cư vào đất liền. Điểm này cũng làm gia tăng mâu thuẫn giữa con người và đất. Ví dụ như, nhiều đảo quốc trên Thái Bình Dương đã gần như đến bờ vực tuyệt chủng. 3. Khủng hoảng thiếu lương thực sau khi hai cuộc khủng hoảng này xảy ra, sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng thứ ba, đó là cuộc khủng hoảng lương thực. Chúng ta không cảm nhận được khủng hoảng thiếu lương thực, nhưng điều đó không có nghĩa là thế giới không có khủng hoảng. Một dữ liệu gây sốc là bằng chứng ngày mùng 4 tháng 5 năm 2022, các báo cáo có thẩm quyền từ các cơ quan liên quan như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp Quốc đã cho thấy điều đó khoảng 193 triệu người trên thế giới phải đối mặt với nạn đói vào năm 2022, trong khi tổng dân số Nhật Bản chỉ là 125.000 người. Do đó, bài diễn thuyết của giáo sư Tăng Sĩ Cường không hẳn là một dự đoán mà nó chỉ ra một vấn đề bị bỏ quên trong thực tế, vì đây đều là những cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Ngoài ba cuộc khủng hoảng lớn này, hai cuộc khủng hoảng còn lại là gì? Tăng Sĩ Cường dự đoán rằng nhân loại sẽ gặp phải một trở ngại lớn vào năm 2024. Nếu không thể vượt qua thì ngày tận thế sẽ tới gần. Ông từng nói rằng sau khi con người trải qua năm cuộc khủng hoảng lớn là thiếu nước, thiếu đất, thiếu lương thực, thiếu nhân lực và thiếu đạo đức, một kỳ băng hà sẽ mở ra, ông trời thực sự đang trừng phạt con người. 4. Khủng hoảng thiếu nhân lực Nhiều người đã liên tưởng dự đoán này với việc giảm tỷ lệ sinh trên toàn cầu. Đặc biệt là khu vực Đông Á, nơi có dân số đông nhất. Nửa đầu năm 2003, số lượng người mới sinh ở Nhật Bản chỉ là 350.000 người so với tổng dân số 125 triệu người. Con số này trở nên quá nhỏ bé. Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc cũng đã âm, lực lượng lao động đã trở nên thiếu hụt nghiêm trọng. Thiếu người sẽ khiến đất nước bước vào một xã hội già hóa dân số, phát triển xã hội và lợi ích nhân khẩu đều sẽ giảm đi và cùng với ba cuộc khủng hoảng đã đề cập ở trên, môi trường sống của con người không ngừng chuyển biến xấu sẽ dẫn đến sự giảm dân số càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, bốn cuộc khủng hoảng trên vẫn chưa phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm cuối cùng mới thực sự làm chúng ta phải suy ngẫm và cảnh tỉnh. 5. Khủng hoảng thiếu đạo đức Nguy hiểm nhất vẫn là khủng hoảng cuối cùng đó là thiếu đạo đức. Ở đây, thiếu đạo đức không phải là lời mắng người, mà là lời nói rằng con người thiếu chuẩn mực đạo đức, thiếu tiến ngưỡng và niềm tin trở thành những cái xác không hồn, chỉ biết thỏa mãn dục vọng và chút bỏ dục vọng. Con người có thể dễ dàng vứt bỏ đạo đức và tiến ngưỡng của mình khi gặp phải những tình huống khó khăn. Nhân loại sẽ bước vào một xã hội như thế nào nếu không có những ràng buộc về pháp luật và đạo đức? Một số người bi quan cho rằng một khi đạt đến tình trạng như vậy còn có sự trông chất của các thảm họa khác nhau khả năng con người tiếp tục tồn tại cũng có thể trở thành một ẩn số. Giáo sư Tăng Sĩ Cường cho rằng năm 2023 là năm bão, tức là một năm đói kém nghiêm trọng. Về năm 2024 giáo sư Tiến Sĩ Cường cho rằng đó là năm con rồng, con người sẽ phải đối mặt với một chặng đường quan trọng. Nếu vượt qua được chặng đường này, nền văn minh nhân loại sẽ tiếp tục kéo dài hàng chục năm. Nhưng nếu không vượt qua được chặng đường này, ngày tận thế của nhân loại có thể sẽ đến sớm hơn. Ngoài ra, giáo sư Tăng Sĩ Cường cũng dự đoán rằng năm 2024 trái đất sẽ mở ra một thời kỳ tiểu băng hà. Chúng ta đều biết rằng thời kỳ tiểu băng hà sẽ làm giảm nhiệt độ toàn cầu, giảm sản lượng lương thực, tạo ra một thời tiết cực đoan. Điều này có nghĩa là con người sẽ đối mặt với một thời đại hỗn loạn. Thời kỳ tiểu băng hà là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của nhà Minh tại Trung Quốc không khó để những người tinh ý phát hiện ra rằng thông qua năm dự đoán khủng hoảng lớn của giáo sư Tăng, chúng ta vẫn có thể có biện pháp tránh những thảm họa có thể xảy ra bằng cách thông qua nỗ lực hiện tại của mình thay vì bi quan cam chịu số phận. Liệu số phận có thể biết trước được hay không? Chúng ta không biết, nhưng nỗ lực hiện tại không hề vô nghĩa, then chốt để loài người thay đổi số phận của mình phải có tâm kính thần trọng đạo khi nhân loại đi đến cánh cửa cuối cùng thì con người thường chạm vào cánh cửa tâm linh để nhắc nhở về một lối sống đạo đức yêu thương hòa hợp lẫn nhau cho dù có thế nào đi chăng nữa con người hiện nay vẫn luôn luôn có quyền lựa chọn điều tốt đẹp chân thiện nhất nếu bạn chọn điều thiện thì gặt quả thiện và chọn điều ác thì gặt quả ác thiên thượng vô cùng công bằng luật pháp của con người không thể quản nhưng pháp lý của vũ trụ luôn công bằng và đến đây video của chúng tôi đã hết xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo